Hi, xin chào tất cả các bạn. Thì cái video này sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm chân của một con IC. Thì bây giờ các bạn thấy nè, ở trên đây là con IC nó 16 chân mà 8 chân, có hai chân này là lại nó đang bị hư. Nó bị gãy. Và khi mà hai cái chân này nè nó bị gãy hụt vậy thì cái cách làm nó như thế nào? Thì các bạn dùng một con điện trở. Đây, một con điện trở nha. Chứ các bạn lấy cái chân đó của con điện trở các bạn chọt xuống đây. Rồi, chọt nó ra sao cho nó vừa lên trên này nè ha, vừa lên này. Rồi các bạn bẻ ngang con điện trở, bẻ ngang con điện trở. Sau đó hàng chiều vào đây. Rồi. Các bạn bấm bỏ nó chân. Rồi, chân. Tiếp tục chọt cái chân bên đây. Các bạn có thể bấm cái chân này ra. Bấm bỏ cái chân này luôn. Rồi. Hàng ra đây. Rồi các bạn tạo hai cái chân giả cho nó. Sau khi đã cố định ở dưới này hết rồi thì các bạn lật lên. Phần còn lại là các bạn thấy nè. Cái chân này thì nó nằm đây. Cái này là các bạn ốp vô đây. Rồi các bạn cắt nó. Sau đó các bạn hàng vào. Ok, chúng ta đã có một cái hai cái chân giả. Và sau đó các bạn cắt cái này lại cho nó bằng thẳng lại. Rồi như vậy thì chúng ta đã làm chân được cái này rồi ha. Chúc các bạn thành công nha. Đối với một cái máy mà chúng ta không có thể nào chế được thì bằng cách mọi giá chúng ta sẽ suy nghĩ tư duy một tí xíu, có thể bắt cầu và bằng mọi cách. Rồi xin chào, hẹn lại các bạn video sau. Mình sẽ hướng dẫn rất là nhiều bài học trong cuộc sống này về sửa chữa. Các bạn nhớ đón xem những video của mình ha, và nhớ đăng ký kênh. Có những khóa học mà các bạn có thể đăng ký học theo từng giờ, từng ngày, và 24/7 học 1-1. Chúng ta có thể thầy trò mình có thể liên hệ với nhau để mà chúng ta có thể kết nối. Rồi các bạn hãy bấm cho mình một like để mà mình vẫn nói với nhau về lâu nha các bạn. Bây giờ đó 3 giờ sáng.